tầm độ từ 4 giờ cho đến tối cho được khoảng 1 ngày. Xây này thôi mà em xây chuồng gà không cần không cần dây, em xây thẳng tưng luôn, nhưng mỗi tội dọi lâu thôi. Tích cực dọi thẳng tưng. Hôm xây chuồng gà bảo toàn thợ Dũng thôi. Bây giờ ta chỉ bảo mày mới đủ tầm quyền. Dũng mới trưởng còn cho ấy đi phụ bữa. Vững mà Dũng mới chắc làm được mấy buổi nữa. Thank you.